Cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Thì miền Tây Hậu Giang xin phép được cập nhật tình hình Covid ngày 9 tháng 7. Hôm nay sáng ngày 9 tháng 7 thêm 425 ca Covid-19. Bộ Y tế sáng ngày 9 tháng 7 ghi nhận 425 ca dương tính với nCoV, gồm 423 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 425 ca mới từ số 24.386 đến 24.810. Trong đó 423 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh 350 ca, Long An 37 ca, Đồng Nai 15 ca, Phú Yên 6 ca, An Giang 5 ca, Khánh Hòa 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Vĩnh Phúc 1 ca, Gia Lai 1 ca, Bạc Liêu 1 ca. Trong số này, 377 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh lên 9.416 ca, Bắc Ninh 1.639 ca, Phú Yên 345 ca, Long An 274 ca, Đồng Nai 105 ca, Khánh Hòa 104 ca, Vĩnh Phúc 98 ca, An Giang 62 ca, Gia Lai 8 ca, Bạc Liêu 7 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên tới 21.289 ca ghi nhận ở 57 tỉnh thành. 12 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Riêng 7 tỉnh gồm Điện Biên, Ninh Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 3.718.380 ca cuộc xét nghiệm cho hơn 8.790. Thêm 22.647 ca được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 8 tháng 7, nâng tổng số tổng đã thực hiện tiêm chủng 3.983.800 liều, trong đó số người đã được tiêm chủng 2 mũi là 249.532 người. Phú Yên ca bệnh 24.386 và ca bệnh 24.391 là trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 7 dương tính. Vĩnh Phúc ca 24.392, nữ 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 dương tính, hiện đang điều trị tại bệnh viện Dã chiến Vĩnh Phúc. Còn ở Gia Lai, ca 24.393, nam 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 dương tính. Khánh Hòa ca 24.394 và 24.397, gồm 3 ca liên quan đến 17.725, một ca đang điều trị dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 7 dương tính, điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Bắc Ninh ca 24.398 và ca 24.400 có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 dương tính. An Giang ca 24.401, 24.405 và 24.407
gồm 4 ca là các trường hợp F1, 1 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 dương tính. Đồng Nai, ca 24.408 và 24.422, gồm 13 ca là các trường hợp F1, F2, 2 ca đang điều trị dịch tễ. Long An, ca 24.423 và 24.459, gồm 16 ca là các trường hợp trong khu vực cách ly đã được phong tỏa, 21 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, ca 24.460 đến 24.809, gồm 307 ca là các trường hợp trong khu vực cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 47 ca đang điều trị dịch tễ. Bạc Liêu, ca 24.810, nam 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 dương tính. 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, ca 22.406 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang, nữ 34 tuổi, địa chỉ huyện An Phú, ngày 30 tháng 5, chị từ nước ngoài nhập cảnh, kết quả xét nghiệm ngày 7 dương tính. Ca 24.401 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình, nữ 43 tuổi, địa chỉ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 19 tháng 6, bà từ Pháp nhập cảnh trên chuyến bay VN18, kết quả xét nghiệm ngày 8 dương tính, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Vâng, thì miền Tây cũng xin vừa cập nhật nhanh cái tình hình dịch COVID-19 vào sáng ngày 9 tháng 7. Thì hiện tại có thêm 425 ca dương tính với nCoV và gồm 423 ca trong nước và 2 ca đang nhập cảnh được cách ly ngay. Thì cảm ơn bà con mình theo dõi ha. Thì miền Tây sẽ cố gắng cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID cho bà con mình được gõ thêm một ít thông tin. Đặc biệt là nếu những cái trường hợp nào mà ở tình hình dịch bệnh ở tỉnh Hậu Giang á, có được những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang sẽ cố gắng cập nhật để cho bà con mình được rõ, nắm bắt được cái tin tức của tình hình dịch bệnh ở khu tỉnh Hậu Giang và cập nhật tình hình chung dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Vâng, thì cảm ơn bà con mình đã theo dõi. Nếu nhờ bà con mình chia sẻ cũng như đăng ký để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Vâng, miền Tây Hậu Giang xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.